Thì sau cái buổi chia sẻ về phần lý thuyết của thầy ạ, thì là phần đoạn cuối thì thầy cũng có đưa ra một số những cái bức ảnh để có thể là so sánh và xem được về qua về các cái bộ vị ở trên khuôn mặt đấy. Thế nhưng mà như cũng thầy cũng chia sẻ là cái này phải quan sát đúc kết nhiều thì mới có thể là nhận biết được là như thế nào ạ. Thì em cũng vẫn cậu hơi băn khoăn một chút là cái quan sát thì có nghĩa là sẽ quan sát những cái người xung quanh mình, nhưng mà để đánh giá được là à vậy ví dụ như trán của họ là cao hay là rộng hay là vuông thì vẫn cảm giác vẫn hơi hơi băn khoăn và hơi khó để nhận định ạ. Hoặc là ví dụ như mũi thì là như thầy có chia sẻ là mũi cao thì là như thế nào rồi thì mình có thể xem ở cái chỗ đeo kính, thế nhưng mà về cái đoạn cuối của mũi thì cong như thế nào, hoặc là về hai gò má ạ. Thì em vẫn hơi băn khoăn cái gì một chút ạ. Xem tâm tướng đi, hình tướng thì từ từ mình xem. Ví dụ như khuôn mặt của em này là cái xương cằm sẽ hơi thấp này, Đúng rồi. đúng không? Đây là Dạ tôi vâng. nhìn có zoom nữa nha, chứ còn nếu nhìn thực tế rõ nét hơn đấy, nhìn có zoom là xương cằm hơi thấp thì mình có biết được là đây là xương cằm thấp không? Vâng, dạ đúng ạ. Đấy, mà xương cằm thấp là cả thèm chóng chán, Vâng. không? Đấy, thấy chưa? Chán của em nghiêng về chán tròn, chán tròn nên đôi khi em làm việc nó hơi mơ mộng, nó thiếu cái sự sát với thực tế đấy. Chán chán tròn, chán tròn thiên về tư duy, thiên về tưởng tượng, thiên về về lui về phía đằng sau, và đôi khi nó cũng thiên về sự mơ mộng. Còn chán vuông nó nghiêng thiên về thực tế. Dạ vâng. Chán của em nó có lấn mũi không? Đâu, quay nghiêng đi 45 độ coi, nghiêng nghiêng đi tí cả, cũng không đến nỗi đâu, cũng được đấy, không đến nỗi đâu nha, cũng ổn đấy. Đấy, mặt em thì cũng hơi gầy. Em cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân? Đó, em cao mét 45, nặng 45 Sao lùn thế? cân ạ. Thành ra người lùn pích mê à? Trời ơi, cao mét 45 thôi. Dạ vâng Thế ạ. chồng con, chồng con thế nào? Em chưa có gia đình ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? À, dạ em 36 tuổi ạ. À, thế đang làm nghề gì? À, dạ hiện tại thì em đang làm về trường mầm non ạ. Em đang là quản lý trường mầm non ạ. À, không sao, em làm trường mầm non thì em vẫn to nhất trường được. Đối với các con em À, vẫn rất thế to cao, thế là ạ. được. Được. Đấy, thì bây giờ nhìn quan sát em á, thì tôi có cái nhận xét đó. Lông mày thì em vẽ, đúng không? Vâng, dạ vâng ạ. Mày thì Như em lông vẽ mày lông của em mày. thì bản chất là nó bị ngắn ạ, bị ngắn ạ, bị cụt ạ. Tức là cái đầu thì nó rất là dài nhưng mà đến cái đoạn cuối này thì nó bị cụt, thế là phải vẽ cho nó ở thêm đuôi ở dưới ạ. Lông mày cụt là cá tính. Cá tính của mình đôi khi nó cũng hơi cụt đấy. Lông mày là cung huynh đệ, như vậy là nghiêng về bạn thân á, bạn thân tình hoặc là anh em trong nhà nó cũng không có được thân thiết lắm. Em làm trường mầm non là em đang là vị trí chủ hay vị trí quản lý? Em thì cũng vừa là cổ đông vừa là quản lý ạ. Có ai đồng hành với em một cách sâu sát không? À, dạ có ạ. Thì cũng có một bạn của em thì là cùng chơi thân với nhau, hay là cùng góp vốn mở trường ạ. Hiện giờ có được bao nhiêu học sinh? Dạ trường thì mới đi vào hoạt động nên chỉ tầm khoảng có 80 học sinh ạ. Trường tối đa được mấy trăm? Trường về tối đa được cả 400 ạ. Giờ mới được 80 thôi, đi vào hoạt Dạ động được vâng. bao lâu rồi? À, dạ được 4 tháng ạ. Ở tỉnh nào? Dạ em thì mở trường ở chỗ ở Chí Linh, Hải Dương ạ. Thì tiếp tục chiến đấu thôi chứ sao giờ. Thôi bây Dạ giờ vâng là có ạ. trường rồi, có trường là có rất nhiều con rồi, thì thôi đừng lấy chồng, đừng sinh con nữa. Vâng ạ, cũng đang hướng thế thầy ạ. Để tập trung Bao nhiêu đứa cho con giáo chăm dục sóc ạ. như thế là đủ rồi. Dạ vâng. Đó, thì cứ như thế thì chuyên môn nó giỏi lên, thế là được. Dạ vâng. Mầm non là chuyên môn thôi mà, chứ còn tâm thức thì chưa dạy được các con đâu. Các con nó không học được về tâm thức mấy đâu. Chỉ trừ khi em học về ba gốc rất là sâu sắc, rồi em hiểu về
về về cái nền tảng ba gốc ứng dụng cho các con nha. Thì em phải học Montessori và em phải học ba gốc rất kỹ rồi em mới lồng được ba gốc vào phương pháp của bà Maria Montessori. Trường của em đưa cái phương pháp của bà Maria Montessori vô chưa? Dạ cũng có, nhưng mà hiện tại thì mới chỉ đang ở là cho các con tiếp xúc một vài giờ trong một tuần thôi ạ, chứ không phải là ngày nào cũng học ạ. Ít Bởi vì ở quá đây thì cái phương pháp này nó cũng khá là mới, và ở đây thì chủ yếu họ học theo phương pháp truyền thống ạ, thế nên là em cũng dần dần sẽ đưa vào để em cho các đang thu con tiếp phí cận. được bao nhiêu, bao nhiêu một tháng một vé? Dạ ở đây thì học phí cũng đắt lắm thầy ạ, là có 2,5 triệu một bé thôi ạ. Đấy là chưa kể tiền ăn ạ, tiền học thôi ạ. Vậy em đưa phương pháp của bà Maria Montessori vô được đấy, Dạ vâng ạ. với cái chi phí 2,5 triệu 3 triệu là đưa được vào đấy. Chỉ có đưa Vâng. dày đặc lên là họ nghiện mình, họ thích mình nhỉ. Nhưng thêm một Vâng. chút chất ba gốc vào, Dạ. muốn Em thì có được em cái đang chất. vâng ạ, em thì em đang cố gắng để hướng ba gốc trước đến cho các thầy cô giáo và nhân viên trong trường trước ạ. Mình biến ba gốc vào thành trong nội dung của tiết dạy ấy, là các thầy cô phải học À, vâng. à? Đưa ba gốc vào trong từng trò chơi ấy. Tập dần cái đó đi nha. Dạ vâng ạ. Còn về mặt nhân tướng, gò má cao, gò má thấp như thế nào thì từ từ xem. Em xem có một lúc xong em đòi hỏi ngay ấy, là nó khó. Có Vâng. những người người ta còn phải nghiên cứu, người ta phải đọc sách, người ta phải trải nghiệm, sau đó người ta mới hỏi. Hiểu không? Chứ bây giờ em đòi mì ăn liền thì làm gì có cái môn gì mì ăn liền ngoài mua mì gói về ăn liền đâu. Dạ vâng ạ. Nha, rồi. Dạ dạ vâng ạ. Vâng, và em cảm ơn thầy ạ. Thì cái tìm khách hàng thì cuối năm cũng khó khăn, nhưng mà em cũng muốn là đi theo cái là thứ nhất là tốt cho mình, tốt cho đội nhóm, cho doanh nghiệp và tốt cho thiên nhiên. Nhưng vừa rồi em chọn cái doanh nghiệp thực sự với thầy là em cũng đắn đo mãi. Nếu mà em không làm hợp đồng đấy thì doanh nghiệp em không có công việc, không nuôi được các nhân viên. Nhưng khi làm đấy thì em phải chạm vào cái thiên nhiên, em cung ứng lao động cho doanh nghiệp Masan, tập đoàn Masan đang làm về giết mổ. Nhưng mà em cũng đang loay hoay, không biết là thì em cũng quyết định là thôi trước mắt để nuôi bộ máy đó, làm công việc đấy để sau này sẽ thay đổi sau. Từ như thế thầy có cho em lời khuyên là liệu đã đúng chưa cái lựa chọn của em? Cái đó tùy em thôi, tức là ví dụ như là cái giai đoạn bây giờ em ước chừng mấy năm thì em ước chừng 2 năm mình sẽ đổi, thì mình cố gắng mình đổi, cố gắng mình đổi. Cái thứ hai nữa là mình đào tạo những cái con người đó để vô Masan và họ làm ý thức của họ tốt rồi suy nghĩ độ luôn cả cái tập đoàn nó đi cho nó đầu gấu. Em có cam kết là đào tạo nó tốt đến mức độ mà sau 1 năm nó nộp đơn nghỉ việc là sếp bên kia hoang mang và đến gặp em không? Đó là em độ được sếp bên kia, Đấy là cái mong muốn của em tức là nghỉ việc kẹp giáo dục á, nên suy nghĩ nó đầu gấu một tí. ấy. Công nhân bên đấy bây giờ là cứ đòi tăng ca, mà tăng ca bây giờ đang từ 6 tấn gà lên 8 tấn gà, 10 tấn gà một ngày, nhiều lắm thầy ạ. Có nhiều khi em bảo các anh chị làm vừa vừa tăng ca cái này không tốt đâu. Em đang đang bị mâu thuẫn trong suy nghĩ và trong cái công việc đấy thầy. Chấp nhận giai đoạn này như thế đi. Thường là chúng ta ít phước á, mà chúng ta không có sự chọn lựa. Cái người mà tạo nhiều phước rồi họ bỏ việc dễ òm mà. Vì em bỏ cái nghề này em đi nghề khác, tự nhiên cái cánh cửa khác nó mở ra. Còn hết phước rồi là mọi cánh cửa nó đóng lại. Nên để làm cái đó thì mình chịu khó mình tích phước nhiều vào, làm thiện nguyện nhiều vào, đi vùng sâu vùng xa nhiều vào, tất cả những cái đó thì 1 2 năm sau tự nhiên một loạt cái cửa khác nó mở ra. Và đôi khi mình không còn cung ứng lao động nữa mà em trở thành là người đào tạo lao động vùng sâu vùng xa một cách miễn phí mà cộng đồng nó rót cho tiền em thừa sống đến già. Em đâu nhất thiết phải giàu có đâu, em sống đến già để em chết đi mà hai bàn tay em vẫn trắng là được rồi chứ. Ai, có ai chết mà mang theo được vàng đâu nhỏ rồi. Thay vì em cung ứng lao động như vậy thì bây giờ em cung ứng lao động bằng cách đào tạo những cái người ở vùng sâu vùng xa, vì người ở vùng sâu vùng xa ít người đào tạo họ, có người miền xuôi lên đào tạo họ mừng lắm, tức là họ ham học hỏi sẵn rồi. Còn người miền xuôi của mình này lười học lắm vì nó chủ quan, chỗ nào cũng có trung tâm dạy học nên nó lười, còn tụi kia không có nên nó ham học. Có trường em lên đó đào tạo xong em làm một cái trang web cộng đồng thu gom, cứ mỗi người góp cho mình vài trăm nghìn vài triệu thôi, nhưng em đã thừa sống rồi.
Em làm tổ chức cho nó tốt thì tốt hơn hẳn mấy cái kiểu thu gom quần áo nhiều như nữa. Đúng không? Thôi làm đi, về trí tuệ vùng cao làm với mình đi. Gì nữa? Cũng cũng là đào tạo nhân sự gì nữa? Không. Mình đào tạo để cho họ thành những cái con người tốt đẹp, cống hiến, có cái sự tốt đẹp. Chứ không nhất thiết mình phải gửi họ vô nhà máy, không cần. Thì dùng chưa? Sau đó mình quyên góp. Bây giờ em cứ tính đi, người ta đang thu 180 triệu 6 tháng để được gửi đi Nhật, gửi đi Hàn. Thanh niên miền quê bây giờ phải đóng 180 triệu học 6 tháng đấy, học tiếng Nhật đấy. Xong rồi nó tống sang Nhật đấy, trộm cắp như rươi đấy. Thì bây giờ em cũng làm một cách đó. Nhưng mà mình cam kết là đào tạo nó 8 tháng, chứ không có chơi 6 tháng. Để có 2 tháng sâu sắc hơn hẳn về nhân cách đạo đức. Thì em trở thành một cái nhân đơn vị cung cấp cung ứng lao động tốt hơn hẳn các đơn vị khác. Cái đó mà em bắn sang Nhật thì bắn sang Hàn Quốc là nó mê mình liền, đặc biệt sang tụi Nhật. Em chỉ cần ghi cái dòng đầu tiên này. Chúng tôi đào tạo 8 tháng, trong đó có 2 tháng chuyên sâu về thái độ và nhân cách đạo đức. Em cứ để cái hồ sơ dán chữ đó thật to vào là tụi Nhật nó trợn mắt, nó ngạc nhiên liền. Chả có doanh nghiệp nào dám dán câu đó, em dám dán là em đầu gấu hơn người. Thì em cung ứng lao động được sang Nhật thì tốt hơn cung ứng cho mấy doanh nghiệp kia không? Rồi, rồi. Mà sang Nhật em cũng lựa rất là rõ, những doanh nghiệp nào nhận người của tôi thì không liên quan đến những nghề này tôi mới nhận, liên quan đến nghề này xí nô. Ghi thế cho nó đầu gấu, nó cũng phải cần mình chứ đâu phải mình cần nó không. Những doanh nghiệp nào liên quan đến giáo dục, liên quan đến y tế, liên quan đến xã hội, cống hiến cho xã hội, liên quan đến môi trường, được ưu tiên nhận người của chúng tôi. Những doanh nghiệp nào liên quan đến tàn phá thiên nhiên, liên quan đến sát hại sinh vật, không ưu tiên. Đi thẳng vào. Thế mình khác biệt liền như đó. Hồ sơ em ghi 5 cái dòng như thế là nó đọc trợn mắt rồi. Em trước Trong marketing là sự khác biệt đấy. Đấy là khác biệt cái gì nữa. Mà khác biệt này là khác biệt trên nền tảng giá trị nhá. Trên vector giá trị nhá. Không có cần vector kỹ năng nhá. Vector giá trị đấy. Trọng nước cũng thế. Em chỉ cần cung ứng cho toàn bộ các doanh nghiệp Nhật mà theo đúng phong cách đó cho tôi. Việc gì phải doanh cung cấp cho doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp trong nước cũng đúng tiêu chí đó thì mình cung cấp. Doanh nghiệp khác không liên quan thì em thu phí gấp đôi. Em cung cấp cho tụi nó là em thu phí 1 tháng lương, chẳng hạn những thằng khác thu phí 2 tháng lương. Rồi xong. Chơi thế cho nó đầu gấu. À, vâng thưa thầy ạ, em là hiện tại em đang làm về doanh nghiệp của bảo hiểm nhân thọ. Thì hiện tại thì em đang hàng tháng ấy thì em đang muốn trích ra một quỹ khoảng 200 triệu để chăm sóc khách hàng. Thì cái 200 triệu để chăm sóc khách hàng thì từ trước nay để các bạn ấy làm linh tinh là các bạn ấy tặng vật chất, thì em cũng rất là mong muốn là tạo ra các cái khóa học giá trị về về kiến thức và kỹ năng và triết lý cho những khách hàng của mình. Thì em cũng ấp ủ cái việc này nhưng mà chưa thực hiện được. Thì không biết là thầy có thể là em cũng nghĩ về các cái tư vấn giúp em ấy, để hiện tại thì doanh nghiệp của em đang có khoảng độ tầm là hơn 4.000 khách hàng. Thì hàng tháng em sẽ cứ trích ra khoảng tầm từ 2 đến 300 triệu thì cứ tăng dần theo quy mô ấy ạ, để tổ chức ra các cái khóa học về giáo dục đấy. Để gọi là như em cảm thấy là khi mà em triển khai ấy thì em thấy rằng là nó hơi khó trong cái việc mà gọi là mời được khách hàng đến để mà học những cái tham dự những việc đấy, tại vì là do cái số lượng người để mà học hỏi thì nó cũng ít, cộng với cả là cái việc thời gian sắp xếp của họ nữa. Thì cũng rất là mong thầy có thể là tư vấn thêm cho em về cái suy nghĩ đó. Vâng ạ. đánh vào nỗi đau của họ. Em phải đánh vào nỗi đau của họ. Khổ đấy, ai cũng có nỗi đau ấy. Những cái gia đình mua bảo hiểm là thường nhát nên mới mua bảo hiểm. Thì họ có nhiều nỗi đau. Nỗi đau đầu tiên là nỗi đau sợ chết này. Đúng không? Rồi nỗi đau những người đó thì những người sợ chết thì thường là tâm lý bất an thì nó rất nhiều bệnh. Mà hay lo lắng bất an là vợ chồng rất hay lục đục và không biết dạy con. Cái người tâm lý bất an sẽ bao bọc con nhiều quá, không biết dạy con. Vậy là thứ nhất là không biết dạy con, thứ hai là mối quan hệ gia đình lục đục. Nên tặng những cái khóa liên quan về những cái đấy. Thì chắc chắn chạm vào được nỗi đau của họ. Thì họ sẽ đi. Rồi mồi cái lớp đó nó mới bước sang lớp khác. À, em cũng giới thiệu lại một chút, em tên là Hương ạ, em năm nay 27 tuổi ạ. Em cũng có làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, cả phi nhân thọ được khoảng 7 năm ạ.
Thì cái trăn trở của anh thì cũng là những cái mà em đã ấp ủ 4 năm nay để làm sao mà chuyển mình được nghề bảo hiểm nhân thọ bao gốc. Đấy là một điều cực kỳ rất là khó. Vậy thì em thấy trước tiên để có thể em chưa dám làm, nhưng mà em cũng cũng nguyện là nếu như chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn về những cộng đồng, những người làm bảo hiểm, thì em nghĩ là mong muốn của em sẽ thành hiện thực. Em thấy trước tiên để chuyển hóa khách hàng hay là tặng cho khách hàng những món quà ý nghĩa hơn là vật chất, thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là chuyển hóa chính những người tư vấn viên bảo hiểm. Họ không mang đến cho khách hàng những nỗi sợ, không mang đến cho khách hàng những cái trăn trở về cuộc sống, về cơm áo gạo tiền nữa, thì chúng ta mới có những hợp đồng bảo hiểm sạch. Và đây là một điều cực kỳ và vô cùng khó khăn trong cả cái ngành bảo hiểm này, vì bản chất sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, cái hợp đồng đó đã là hợp đồng về tài chính rồi. Vậy làm sao để mình có thể đưa yêu thương, đưa những cái tránh ngữ vào trong quá trình tư vấn, thì điều đầu tiên cần phải thay đổi, chuyển hóa là những người giám đốc văn phòng, giám đốc chủ chi nhánh, cũng như là những người trainer đứng đào tạo về sản phẩm cũng như là nghiệp vụ bảo hiểm. Và quan trọng hơn nữa là cái lời chuyển ngữ từ đại lý đến với khách hàng, nó quan trọng hơn hết thảy. Vậy thì nếu như mình đã có sẵn một cái quỹ đào tạo là 2 đến 300 triệu, thì mình có thể là gieo duyên trước đến với những người đại lý của mình là những đại sứ mang cái sự bình an đến cho khách hàng, thì nó sẽ tốt hơn. Sau đó thì cái gì trùng sóng với nhau thì nó sẽ hút, và với những người đại lý hạnh phúc, họ sẽ hút được những khách hàng hạnh phúc. Thì em nghĩ là mình có thể lan truyền điều này tốt hơn so với việc là mình tặng khách khóa học cho khách hàng, vì ngay trong quá trình mà đại lý chăm sóc khách hàng, họ cũng có thể chăm sóc bằng bằng chánh pháp, chứ không nhất thiết cứ phải là một khóa học, chỉ là một lời chia sẻ của một người đại lý làm bạn với khách hàng thôi đã là một điều rất sâu sắc rồi. Và nếu như anh thực sự khao khát và muốn làm điều này thì có thể kết nối thêm với em, vì em cũng muốn sửa lại cái nghiệp của mình một chút, vì em cũng đã lỡ. Chia sẻ thật sự là em thấy là bản thân em trong quá trình đi tư vấn, trong quá trình em trainer và đào tạo, thì em cũng đã lỡ lỡ gieo những cái tâm tham và những cái tâm thực sự không có được thiện lương lắm trong quá trình em làm đào tạo 7 năm vừa rồi. Thì rất là hy vọng thì anh có thể tác ý thêm để em có thể có cơ hội để được sửa cải nghiệp của mình. Tôi cũng chỉ có đi một số công ty bảo hiểm thì người ta mời tôi đến chia sẻ công việc ba gốc thôi, còn họ thay đổi được những gì tôi không có biết được. Nhưng mà có một cách đơn giản là em có dám switch toàn bộ cái tiền đó sang lớp học dạy con hay không, sau em chạy thử đi, chạy thử và có đội ngũ giám sát xem họ có nghe cái lớp dạy con đó không, mình nhắc nhở thay vì mình chăm sóc họ là anh ơi đến thời gian đóng bảo hiểm rồi anh thấy sao nọ kia, thay vì thăm hỏi liên quan đến hợp đồng thì bây giờ mình thăm hỏi liên quan đến giá trị sống. Dạy con là một dạng triết lý sống, giá trị sống, họ không có cái triết lý, họ không có giá trị, họ không dạy được con. Cái khóa dạy con là dạy bố mẹ chứ có dạy đứa con đâu, đứa con nó còn đang khóc nhè sao nó học, không dạy con trước, còn đầu tiên đẩy vô khóa chánh kiến nó không học đâu, họ bảo tôi với tôi tiền là tất cả không học đâu. Nhưng bây giờ hỏi họ kiếm tiền để làm gì, họ sẽ kiếm tiền để lại cho con. Thì mình cho họ khóa dạy con. Thì em vẽ lên một cái bức tranh là con cái bây giờ nó hư như thế nào, mà đặc biệt những người nhiều tiền là nó dễ hư như thế này đấy, cho họ hoảng. Họ sợ thì họ học, xong em chăm sóc nhiều vào. Nhớ thì các bạn kết nối với cả bên đây này, với ban tổ chức này. Phòng bên trong có một chục bạn chuyên chăm sóc lớp dạy con thôi. Tức là thích kê hàng tuần nhắn tin cho khách, hỏi thăm khách là học cái khóa đó như thế nào, có gì khó khăn nào, các bạn tập hợp câu hỏi lại cứ khoảng 2 đến 3 tháng thì lại live stream một lần để trả lời những câu hỏi đó cho phụ huynh. Tức là bản thân bốn cái bài đào tạo dạy con, mỗi cái bài 3 tiếng đó là nó đã hòm hòm đủ rồi, nhưng nhiều người họ vẫn cứ hoang mang thì lâu lâu lại phải gặp nhau để mà tư vấn cho họ. Thì có cái đội chăm sóc riêng, cứ một bạn như vậy là chăm sóc được 100 phụ huynh, 100 gia đình. Vậy nếu cái đội này có 10 bạn là chăm sóc được 1.000 phụ huynh ấy. Thì nếu mà em đang có 4.000 khách hàng thì chắc cũng chỉ có 1.000 phụ huynh học thôi. Đủ rồi. 3.000 kia thôi, đợi lúc nào mà con nó hư nó học. Rồi. Em lúc nãy nghe cái bài của thầy ấy, thì em có một thắc mắc. Và thực ra em đến từ bản thân của em ra. Ngày xưa thời còn trẻ ấy, thì em cái lông mày của em ngắn và hơi cụp, nó rất là buồn, thật ra cũng chả biết gì đâu. Sau đó thì vì một cái cơ duyên nào đấy mà có một ai xui hay như nào đấy mà cũng tự nhiên kiểu bị xui theo ấy, tuổi trẻ mà, thì em có
em có cạo cái đuôi đi và sau đó em xăm để cho đôi mắt đỡ buồn hơn, chỉ nghe người ta nói và mình chỉ làm đơn giản thôi. Nên thực sự là sau đấy thì thấy là cuộc sống có khác hơn. Ví dụ như là trước đấy thì nó rất là nhiều những cái chuyện này chuyện kia, mình thì cảm xúc quá, và sau đấy thấy là cái cuộc sống với cái cảm xúc của mình ấy trông đỡ, kiểu đỡ buồn hơn, thì đôi mắt nó có hồn hơn một chút. Tức là về hình ảnh khuôn mắt ấy. Đấy là một lần em đi sửa, tại vì thấy nó là sửa thì sẽ không xem, nhưng mà em chỉ nói là cái thực tế của em chia sẻ với thầy thôi. Tiếp nữa cũng một lần bị xúi giác, tức là em toàn bị xúi giác thôi, chứ không kiểu những kiểu dễ bị, tức là kiểu tự nhiên vô tình á. Thì mũi của em ấy là không cao, và ngày xưa rất bị chê là mũi to, kiểu phụ nữ mà bị chê mũi to thì cảm thấy tự ti. Thế cũng vào một cái dịp nào đấy, đại loại là cái thời điểm cách đây khoảng hơn chục năm ấy, có một cô bạn cô đi xui, thì em có chỉ nâng một tí ở đây này, đại loại để cho nó thanh thoát hơn. Thì thực sự là những cái đấy là những cái mà chỉ vô tình thôi. Tuy nhiên là sau đấy thì em tự nhận thấy là khuôn mặt của mình nó cân đối hơn, đỡ buồn hơn, và mọi người cũng khen là trông kiểu thanh thoát hơn. Cũng chỉ phải cố tình làm đẹp, nhưng tự nhiên như thế thì em chỉ muốn hỏi thầy là chỉnh một chút để cho khuôn mặt hài hòa thì cũng là tốt trong nhân tướng học, đúng không thầy? Rồi sao? Tốt hơn rồi sao nữa? À, tại vì lúc đấy anh em thầy nói là nếu mà chỉnh rồi thì không. Tuy nhiên là trong nhân tướng học thì, à quên, trong nhân tướng học ấy thì cũng vẫn liên quan đến là thần thái. Em thì bị là gầy ý. Trước đây thì mặt mũi bầu bĩnh, sau đó bị là gầy. Thì cũng không hiểu sao tự nhiên nó bị như thế. Thì nó có, tức là ý em muốn hỏi thầy là cái việc em làm như thế thì em có những cái gì em cần phải hỗ trợ, bởi thực sự là thời gian tới là thời gian mà em mong muốn là gọi là nâng cấp về hình ảnh nhiều hơn, để cho cái việc quản lý cũng như là cái việc mà cái mong muốn của mình là cái việc lan tỏa ấy, lan tỏa cũng như là đi ra ngoài nhiều hơn ấy, thì có cái gì em cần phải sửa không ạ? Công việc em đang làm công việc gì? Em làm kinh doanh về du lịch, có một công ty lữ hành cùng với ông xã 20 năm rồi ạ, và có kinh doanh một cái mảng nhỏ về nghỉ dưỡng boutique, tức là gọi là kiểu như là cái resort thu nhỏ và cái nhà hàng nhỏ nhỏ xinh xinh ở Hội An. Chồng con ổn không? Gia đình hạnh phúc ạ, con em lớn rồi, ba bạn lớn rồi, và ông chồng em là người nước ngoài, hai vợ chồng đều cùng lập chung công ty. Mọi thứ ổn hết rồi thì cũng đâu cần sửa làm gì nữa, muốn nó tốt hơn hay sao? Thì em chỉ muốn hỏi thầy là những cái mà nhìn thầy tổng thể ấy, tại vì là thực ra là thời gian tới thì cái mà em mong muốn là em đi ra ngoài em được lan tỏa nhiều hơn, được dùng cái kiến thức kinh nghiệm cũng như là cái gọi là kiến thức kinh nghiệm cũng như là cái mong muốn muốn đi ra ngoài phụng sự cống hiến với các cộng đồng hơn, lan tỏa những cái kiến thức, tại vì em làm về du lịch lữ hành mà về inbound á, thành ra là cái việc kết nối cộng đồng nó rất quan trọng. Em đi chia sẻ cho người ta là em chia sẻ cái món gì? Hai vợ chồng đều có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực làm du lịch và có những cái kiến thức khá là rõ về cái dòng khách, cái mong muốn của khách, và mong muốn rằng là thời gian tới sẽ đi tìm nhiều những cái dịch vụ mà thiên về cộng đồng, những du lịch cộng đồng nhiều hơn á, ở các vùng miền, những điểm đặc trưng của các vùng miền, để tạo thành một cái, để xây dựng và nâng cấp cái tour thiên về cái việc là được trải nghiệm cái gọi là cái tính bản địa, cái giá trị cộng đồng nhiều hơn á. Thì thực sự là cái du lịch cộng đồng của mình đang rất là yếu, và nhiều cái thì bà con còn chưa có nhiều những cái kiến thức về cái đấy. Thì cái mong muốn thời gian tới của cá nhân em nữa là em mong muốn là đi sâu vào cái việc đấy và giúp đỡ cho bà con hiểu hơn về du lịch, về mong muốn của khách, đặc biệt là khách nước ngoài á. Khi mà em muốn lan tỏa một cái điều gì đó thì cái phần em lan tỏa thứ nhất là nó phải nói theo ngôn ngữ của người sử dụng, nó phải đúng với nhu cầu của người sử dụng. Nhưng nó còn một cái quan trọng hơn là thực sự cái phần em chia sẻ nó có xuất sắc không? Nó có mang lại giá trị cho người ta không? Và nó có xuất sắc không? Dạ. Tức là thì mấy cái đó nó, mấy cái đó nó quan trọng hơn em nâng mũi hay là em cắt mũi, quan trọng. Không, em chỉ chia sẻ với thầy một chút thôi ạ. Như là các bạn mà đang nghe ấy, là cái việc mà em tự cảm nhận là khi thay đổi ngày xưa thì nó có một cái sự tốt hơn. Đôi khi là mình tự kỷ ám thị thôi. Nữ đặc điểm của nữ là rất hay tự kỷ ám thị, tức là ví dụ mình nâng mũi lên một tí thì mình có cảm giác là mình có thêm nghị lực, bản chất là mình tự tin được một tí vì cái mũi nó đẹp hơn thôi.
Rồi nhiều khi các bạn chả cần nâng mũi, các bạn đến một thầy bói nào đó, thầy bói phán là năm nay nhiều tự tin, thành đạt tốt, là nhiều khi mình cũng hăng, mình làm hơn nữa. Dạ. Thế thì là theo quan điểm của thầy là mọi sự để tự nhiên, không nên đụng chạm gì đúng không ạ? Không nên mà cố tình. Không hẳn, để mà... không hẳn. Ví dụ nhé, ví dụ em là một cái người tự ti, mà nếu sửa lại mà em thành một người tự tin hơn thì nên sửa, ai cấm đâu. Tiền tụi em bỏ ra đúng không, miễn là đừng có tốn tiền quá, đừng có nổi tiếng như Cát Tường ở sông Hồng thì được. Không, cái vấn đề tụi em sửa không sao cả, nhưng giả sử nó sửa, nó phải đúng nghĩa làm cho mình tự tin thật. Chứ còn nhiều bạn là tự tin ảo thì sau này lỡ gặp sóng gió gì cái thì lại thất bại trở lại nha. Nên ví dụ như em cảm thấy cái mũi của em tẹt, bây giờ em nâng lên nó làm cho em tự tin, là cái tự tin tâm lý đó mà nó là một cái tâm lý thật của em thì em cứ nâng, ai cấm đâu. Nhưng mà còn từ cái tự tin đó nó có giúp em vượt qua sóng gió hay không thì tôi không bao giờ kết luận được. Có những người họ tự tin dẫn đến vượt qua sóng gió, có những người tự tin bị chết chìm luôn. Tự tin nó dẫn đến nó chủ quan, nên gốc nó vẫn nằm ở cái cột trí tuệ của mình suy xét thôi. Còn những cái yếu tố mình sửa vào sửa ra một tí nó không quan trọng đâu nha. Dạ. Còn riêng về cái nghề của em muốn đi lan tỏa nhiều hơn á, thì em phải đầu tiên em phải lan tỏa được trên Facebook và trên YouTube trước. Em hãy làm một cái kênh Facebook của YouTube, những cái gì em chia sẻ lan tỏa, em lúc nào mà nó đạt khoảng 200-300 nghìn người theo dõi thì lúc đó tôi tin là em đi chia sẻ khắp nơi được. Thì mình dùng cái đó suy xét chặt chẽ hơn là cái khuôn mặt này đi chia sẻ được không, nâng cái mũi này giúp em chia sẻ được không, rạch cái miệng này giúp em chia sẻ được không, không kết luận được. Hãy dùng ngay thằng Facebook, TikTok và thằng YouTube, nó kiểm chứng cho mình. Trong vòng 6 tháng đến 1 năm nó kiểm chứng cho mình thì mình sẽ biết. Thì cách đó là dễ nhất nha. Rồi. Em rất là cảm ơn thầy ạ. Em chỉ muốn đính chính lại thôi ạ. Em sẽ cố gắng đi vào hình ảnh ở bên ngoài nhiều hơn.